các bạn. Chúc quý vị và gia đình một năm mới nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Đến hẹn lại lên, từ 23 tháng Chạp âm lịch trở đi, suốt con đường ven sông Trần Xuân Soạn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh lại nhộn nhịp ghe thuyền từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ chở hoa, trái cây, neo bến để phục vụ bà con sắm Tết. Chợ hoa bến Trần Xuân Soạn là một trong những bến đò buôn bán hoa kiển Tết sầm uất của Sài Gòn. Ngày thường, đây là địa điểm tập kết các ghe trái cây đổ buôn từ miền Tây nên cận Tết, khu vực này rực rỡ đủ màu sắc của các loại hoa, trái cây chưng Tết. Con đường dài gần 3 km ven sông tràn ngập sắc vàng của hàng nghìn chậu mai, hoa hướng dương, hoa cúc và dưa vàng. Tô điểm vào đó là sắc đỏ tươi của hoa giấy, hoa màu gà. Bên cạnh hoa, trái cây chưng Tết cũng được bày bán hai bên đường. Nhìn vào những sạp trái cây, du khách phương xa đủ biết sự đa dạng, phong phú cũng như sự trù phú của thiên nhiên miền Nam sông nước.